Xin chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 11 tháng 8. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có rất nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà nha. Và mã số 1 đầu tiên ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình còn được một cái con nhất lông rất là đẹp, chất liệu bằng đồng, nhất lông nhã ngọc, tổng trọng lượng là khoảng 11 kg cho một con nhất lông như thế này. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 35 cm, rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 24, chất liệu bằng đồng và một viên ngọc, là một viên ngọc gời. Đây cả nhà cùng xem ha, viên ngọc gời màu xanh rất là đẹp. Đây, tổng trọng lượng của tác phẩm này là rơi vào khoảng là 11 kg nha cả nhà nha, 11 kg ha, cho một tác phẩm nhất lông của ngày hôm nay. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là một tác phẩm như thế này là 3.800.000. 3.800.000 cho một con nhất lông nhã ngọc mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 2 mà bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một bộ ô trầu ha, một bộ ô trầu chất liệu bằng đồng xưa rất là đẹp. Tổng trọng lượng của bộ ô trầu như thế này là khoảng là 5.2 kg và chiều cao tổng thể của một bộ như thế này là 20 cm. Một bộ nó bao gồm rất là nhiều món, giống như ở đây là đầu tiên là cái hũ này người ta đựng dùng để đựng thuốc ha. Đó, rồi cái này là ống nhổ nha, đây là ống nhổ trầu ha. Rồi cái này là máy trầu, cái đây là người ta dùng để ngâm cao nha. Ở đây là dồi, rồi đây là kèm theo hai cái mâm rất là dày đó, kèm theo cả cái đế ba chân nhớ luôn nha các nhà ha. Một bộ rất là đẹp, rất là nặng, đồng nguyên khối, bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha, rất là đẹp ha. Và một bộ như thế này mã số 2 trong video hôm nay thì bên em có giá giao lưu cho cả nhà mình là 3.500.000, 3.500.000 cho mã số 2 có trong video hôm nay. Rồi mã số 3 là giới thiệu cả nhà mình còn được một cái gạt tàn nhỏ ha, một cái gạt tàn đồng, chất liệu bằng đồng của trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng năm 1968. Hai bên hai biểu tượng của thủy quân lục chiến ở trong đây, cái này cùng xem nha. Rồi đây mặt sau ha, mặt sau 1968 đó, chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng của cái gạt tàn này là khoảng 1 kg và đường kính là tầm khoảng là 11 cm. Rồi chiều cao là có khoảng là 3.2 cm và có giá giao lưu cả nhà mình là 750.000 ha. Bao ship toàn quốc cho cả nhà mình nha, em bao luôn free ship ha. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 trong video ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình còn được một trong những tác phẩm rất là hay ha, đó là long quy cỡ nhân sâm đó, nguyên một con long quy chất liệu bằng đồng ha, cổng nhân sâm như ý đó. Tổng trọng lượng là khoảng 4.3 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 26, chất liệu đồng, đánh gông lông quy cỡ nhân sâm như ý, rất là đẹp ha. Đây là một những tác phẩm rất là hay, có giá giao lưu cả nhà mình là 2.000.000 nha, 2.000.000 cho mã số 4 có trong video hôm nay. Rất là đẹp, đáng có chuyện luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 5 ngày hôm nay là một cái hũ cốc chiêu tài hút lộc, có 3 chú cốc thải tiền tài tài lộc chưa trong cái hũ như thế này. Đây cả nhà cùng xem ha, rất là đẹp nha. Nguyên một cái hũ hai bên có cái bọm nè, ở đáy này có chuyện gồm có 4 mặt chữ luôn, chất liệu bằng đồng xưa. Tổng trọng lượng là khoảng 1.7 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 18, miệng là có 10 cm, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho một cái hũ cốc chưa tài hút lộc của ngày hôm nay, mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6 hôm nay em có còn một con mèo đứng trên một cái đế, ngồi trên một cái đế vàng, trọng lượng là 2 kg, chiều cao tổng thể là 20, bề ngang tổng thể là có khoảng là 14, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình chú mèo như thế này, đó đáy có chuyện luôn ha. Một chú mèo như thế này là 1.200.000 cho mã số 6 có trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 6 ha. Rồi tiếp theo mã số 7 là tam dê, ba con dê tài lộc, ba con dê thải tiền tài tài lộc ha. Rồi chiều cao tổng thể là 19 cm, bề ngang tổng thể là 14, chất liệu bằng đồng đó. Đó cả nhà cùng xem ha. Rồi ở đáy là có chuyện gồm có 4 chữ luôn nha. Đây, cả nhà cùng xem ha, chất liệu bằng đồng nha. Và có giá giao lưu cả nhà 1.200.000, 1.200.000 cho một cái tam dê của ngày hôm nay. Đó, đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 là giới thiệu cả nhà mình một bộ tượng là Văn Thù Phổ Hiền, hai tượng ha. Văn Thù Phổ Hiền nha, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 2.8 kg, chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang là có khoảng là
13 chất liệu băng đồng. Đó, Văn Thù Phổ Hiền ha, hai vị Bồ Tát nha. Ở đáy này có chuyện luôn, chuyện gồm có bốn mặt chữ ha. Hai tượng này tổng trọng lượng là 2,8 kg và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 cho hai tượng ha. Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát mã số 8. Rồi thứ hai mã số 9 là một cái hũ gồng nha, chiêu tài hút lộc. Mã số 9 tổng trọng lượng là 1,3 kg, chiều cao là 20, bề ngang là 11 cm, chất liệu băng đồng. Và một cái hũ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.300.000 ha. Rồi một cái hũ gồng ha, chiêu tài hút lộc. Trên đây là có 3 con gồng, trên nắp là có một con gồng ha. Đây là mã số 9. Đó, rất là đẹp nha, hũ chiêu tài hút lộc ha. Rồi chiều cao tổng thể là 20, bề ngang là 11 cm, mã số 9. Rồi thứ hai mã số 10. Mã số 10 là một bộ Tam La Phúc Lục Thọ chất liệu băng đồng, mã số 10. Đó, bao gồm 3 tượng. Tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg, chiều cao tổng thể là khoảng là 20-25 cm. Rồi bề ngang tổng thể là 10 cm, chất liệu băng đồng. Và tổng trọng lượng là 4,8 kg, bao gồm 3 tượng. Phúc Lộc Thọ như cái nào ha, Phúc Lộc Thọ 3 tượng rất là đẹp. Một bộ như thế này gần 4,8 kg ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 24. Rồi bề ngang có khoảng là 10 cm và có giá giao lưu cái nhà mình 2.800.000 cho một bộ như thế này, mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì hôm nay bên em còn được một tượng là Di Lạc. Còn Di Lạc nâng khỏi vàng. Rồi Di Lạc nâng khỏi vàng chất liệu băng đồng của ngày hôm nay có tổng trọng lượng là khoảng 3,8 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 32, bề ngang là có khoảng là 20, chất liệu băng đồng. Di Lạc nâng thỏi vàng ha, Di Lạc nâng một thỏi vàng lên đây. Đây là mặt sau đây. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm như thế này là 1.800.000 ha. Ông cười rất là tươi nha, nâng thỏi vàng mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 ngày hôm nay là còn được một cái ấm bí rất là to, to khổng lồ, chất liệu băng đồng. Và cái ấm bí này tổng trọng lượng là 2,4 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 25, chất liệu băng đồng. Đó, cả nhà mình cùng xem ha. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình một cái như thế này, đó, rất là đẹp. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000, mã số 12. Rồi thứ hai mã số 13. 13 là giới thiệu với cả nhà mình còn được một cái cối giả thuốc hoa đà chất liệu băng đồng, rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là có những hoa đà nha, có giả thuốc hoa đà, chiều cao tổng thể là có khoảng là 30-24, bề ngang là có khoảng là 7 cm, có giá giao lưu với cả nhà mình đó, một cái có giả thuốc hoa đà này là 1 triệu đồng, mã số 13. Rồi theo mã số 14 của ngày hôm nay đó, giới thiệu cả nhà mình một cái gạt tàn to nha, của trung tâm huấn luyện quân chiến Huế Đà Nẵng ha. Đó, rất là to ngày hôm nay. Cái này tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg, đường kính là khoảng 17 cm, rất là đẹp, đồng nguyên khối ha. Đó, có giá giao lưu với cả nhà mình một cái gạt tàn như thế này. Đây, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 kg ha, mã số 14. Rồi mã số 15 thì giới thiệu với cả nhà mình có được một cặp như thế này. Đó, một cặp tước ha, một cặp tước dê chất liệu băng đồng. Đây, cái này cùng xem ha. Hay trên đây là có con tỳ hưu nha. Đó, có tổng trọng lượng là khoảng 1,1 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm, bề ngang là 12, chất liệu băng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình cặp tước như thế này là 1.800.000 ha. Chất liệu băng đồng xưa rất là đẹp, bao gồm hai cái như thế này. Đây là mã số 15 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 15 nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp em ha. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 mà bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một cặp bình tứ linh chất liệu bằng đồng. Đó, chất liệu bằng đồng ha, rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 7,2 kg cho cặp bình tứ linh như thế này, long lân vi phụng. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 36, đường kính miệng là có khoảng 12, chất liệu băng đồng. Mặt trước là long lân ha, mặt sau là quy phụng,
rất là đẹp nha. Thì một cặp như thế này trên cổ bình có chữ lộc, cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,4 triệu ha, 3,4 triệu cho mã số 16. Rồi tiếp theo là số 17. 17 thì bên em giới thiệu cả nhà mình là còn được một ông thần tiền rất là to, thần giữ tiền, thần giữ tiền ha, tổng trọng lượng là khoảng 8 kg 8 kg 3, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 32, bề ngang là có khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Và một ông như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu đồng cho ông thần giữ tiền của ngày hôm nay, rất là to đẹp, mã số 17 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 17 nha, rất là to, rất là đẹp, ông cười rất là tươi ha. Rồi đáy này có chuyện luôn nha, mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là một cặp bình đồng cũ đó, cặp bình chất liệu đồng cũ ha. Thì một cặp như thế này tổng trọng lượng là khoảng 5 kg 8, chiều dài là 32, rồi đường kính miệng là khoảng 14 cm. Một cặp cặp bình đồng cũ ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Kênh của Alo Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là đường số 4 trung tâm Mại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem nha. Có giá giao lưu cả nhà mình 2,8 triệu cho một cặp bình đồng cũ ngày hôm nay nha, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là giới thiệu cả nhà mình nè, có được một tượng đạt ma, mã số 19 ha. Đó đây một tượng đạt ma chất liệu bằng đồng, là mã số 19 có trong video hôm nay, là một tượng đạt ma sư tổ ha, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Và tổng trọng lượng của cặp bình này rơi vào khoảng là của tượng đạt ma, xin lỗi cả nhà mình ha, là 7,8 kg, rồi chiều cao là có khoảng là 50 cm, rồi bề ngang là có khoảng là 15. Đây là mã số 19, có giá giao lưu cả nhà 4,5 triệu. Đây là mã số 19 nha. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 là quan công hàng long, mã số 20. Đây là một tượng quan công hàng long chất liệu bằng đồng. Rồi tổng trọng lượng của quan công hàng long này là tổng trọng lượng của quan công hàng long là 5,5 kg chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng rất là đẹp. Và chiều cao tổng thể là 29 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là một tượng như thế này là 2,5 triệu quan công hàng long nha, rất là đẹp. Đây là mã số 20 của ngày hôm nay. Và mã số cuối cùng, mã số 21 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình là còn được một tượng mèo quan âm, mã số 21 cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Đây là một tượng mèo quan âm chất liệu bằng đồng đó, tổng trọng lượng là khoảng 7,5 kg. Đây cả nhà mình cùng xem ha, đứng người đứng rất là cao to, rất là đẹp nha. Và tổng trọng lượng là 7,5 kg, chiều cao là có khoảng là 63, rồi bề ngang là có khoảng là 19, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này là 5,5 triệu nha, tượng mèo quan âm rất là to. Đây là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.